Lục Phong nhanh chóng nói ý tưởng giải quyết vấn đề. Các bạn học phía dưới là một khuôn mặt bối rối. Hắn đang nói gì vậy? Phải chăng hắn nói vớ vẫn vì chúng ta không hiểu gì? Ý tưởng này chưa từng được nhắc đến trước đây. Nếu cậu ta viết một bài báo về chủ đề này, hoàn toàn đủ điều kiện để lấy bằng tiến sĩ. Xem biểu cảm của thầy giáo, Lục Phong này sợ còn đỉnh hơn giáo sư. Nói xong rồi, em ngồi xuống được chưa thầy? Cậu tên gì? Cậu có thực sự là học sinh trong lớp này không? Vâng, em tên là Cố Lục Phong. Thiên tài tuyệt đối. Đây đúng là thiên tài. Không cần học nữa, cậu muốn tham gia nhóm nghiên cứu của thầy không? Thầy có thể cấp cả bằng tiến sĩ cho em. Lục Phong tiểu tử này rốt cuộc nói cái gì? Lúc này Lục Phong trở thành tâm điểm của cả lớp. Mọi người đều đang chờ câu trả lời của anh ấy. Cảm ơn lòng tốt của thầy, nhưng tha thứ cho em từ chối. Tại sao? Phong ca, anh đang nói gì vậy? Đó là nghiên cứu của giáo sư Lý. Vâng, bạn nghĩ lại đi. À hai, ngay cả bằng tiến sĩ cũng không cần. Xem ra cái này Lục Phong rất không bình thường. Thật đáng tiếc. Sau này trong lớp, em có thể dùng điện thoại di động, nhưng không thể phát ra âm thanh ảnh hưởng đến việc học của người khác. Tên nhóc này là mọi người khó xử. Cảm giác thật tuyệt phải không? Tất nhiên rồi. Cậu và nữ thần Như Hoa đến đâu rồi? Hôm trước không phải cô ấy còn đi mua sắm cùng bạn sao? Sao rồi? Không, tôi và cô ấy không phải là bạn trai và bạn gái. Chia tay rồi à? Nói xem ai nói chia tay trước. Tôi và cô ấy từ đầu đến cuối đều không phải là bạn trai và bạn gái. Cậu bốc phét ít thôi, tôi còn có thể ghen tị với cậu sao? Hôm đó chính tay tôi đều nghe thấy Tống Như Hoa nói cậu là bạn trai của cô ấy. Đấy, tôi biết ngay mà, người ta còn đến tìm cậu ăn trưa. Con nói không phải là bạn trai bạn gái. Bạn học này vừa nói gì vậy? Không có gì, chỉ là vừa rồi tôi hỏi Lục Phong, bạn có phải là bạn gái cậu ấy không thôi. À, vậy Lục Phong trả lời thế nào? Cậu ấy nói hai người là người yêu của nhau. Tôi đã nói chúng tôi không phải. Sao không nói với họ? Ngay từ đầu mối quan hệ của chúng ta đã là giả dối. Cho dù tôi nói chuyện cũng không giấu được lâu. Cậu nói đúng. Nhưng trong trường hợp này, tôi nghiêm túc đấy. Được rồi, không nói nữa. Lục Phong, bạn hẳn là rất thích loại hương vị này phải không? Ném một miếng đi. Có ngon không? Rất ngon. Hay hay vậy là được rồi. Tôi còn sợ bạn không thích uống. À hả, không biết như này có gọi là hôn gián tiếp không nhỉ? À, bạn còn làm gì nữa? Tôi phải đi ăn cơm. Tôi cũng muốn đi ăn cơm. Như Hoa, hắn ta là ai? Bạn trai tôi. Lục Phong này vừa làm lá chắn cho Bạch Thành Tuyết, lại đến tìm Tống Như Hoa. Nhóc con, mày đào hoa thật đấy. Tống Như Hoa, thật không ngờ cô lại như vậy. Thà đi theo hắn chứ không chịu ở bên tôi. Cô không muốn liên quan gì đến tôi à? Cao Khải Cường, mặc dù tôi không biết bạn đang nói gì, nhưng Lục Phong đúng là bạn trai của tôi. Về phần trước Lục Phong cùng Bạch Thành Tuyết có quan hệ gì, chuyện này không liên quan đến tôi. Cho dù ngươi coi ta là kẻ ngốc, cũng có thể tìm một diễn viên đáng tin cậy. Tìm một tên trước đây nổi tiếng là chó liếm. Cô nghĩ tôi ngây thơ à? Cô nói anh ta là bạn trai cô. Cô chứng minh đi. Nhắc lại quá khứ đen tối của tao, xem ra mày thật sự gợi đòn rồi. Cao Phải Cường, hừ, thái độ nói chuyện của mày là gì? Bạn trai giả mà tính làm anh hùng à? Đừng chạm bàn tay bẩn thỉu của mày vào tao. Khi giặt quần áo rất rắc rối, mày muốn chết. Lục Phong, chậm quá. Thả tao ra. Đồ chó liếm. Xin lỗi, vừa rồi là tôi quá kiêu ngạo. Lần sau chú ý một chút, đừng tùy tiện chạm vào người khác nhé nhóc. Xin lỗi, không phải tôi cố ý chạm vào quần áo của bạn. Chỉ là bạn có thể đợi tôi một chút được không? Sẽ không đợi lâu đâu. Sẽ nhanh thôi. Vừa rồi không phải hỏi làm thế nào để chứng minh Lục Phong là bạn trai tôi sao? Tôi sẽ chứng minh cho bạn xem. Không biết như này đủ để chứng minh chưa nhỉ? Nhưng cũng là nhờ vào anh, tôi mới có lý do để hôn bạn trai tôi. Lục Phong, đi ăn thôi. Được. Trái tim tôi đau quá. Lục Phong, tôi nếm một miếng của bạn được không? Không phải chúng ta mua cùng một loại mì sao? Tôi chỉ muốn một miếng của bạn, được không? Sao cũng được, vậy thì tôi không khách sáo. Mì bạn đã ăn, nó ngon hơn các loại mì khác. Lào ảnh sao? Tại sao cô ta biểu hiện kỳ lạ như vậy? Nói đi, trước đây bạn đã tốn rất nhiều tiền để mua quần áo cho tôi. Chi phí sinh hoạt có đủ không? Này, Lục Phong, đây là đang lo lắng cho tôi sao? Không, tôi chỉ hỏi thôi, nếu tôi nói không đủ thì sao?
Vậy tôi sẽ cười nhạo bạn để mua quần áo cho người khác, dùng hết chi phí sinh hoạt của mình. Này, này, vậy thì có lẽ bạn sẽ thất vọng. Chi phí sinh hoạt còn lại của tôi vẫn đủ. Vậy thì tốt rồi, dù sao cũng là để mua quần áo cho tôi. Chỉ tốn nhiều tiền như vậy thôi. Nếu bạn cần bất cứ điều gì, bạn có thể cho tôi biết. Hãy chắc chắn rằng bạn không ăn đồ ôi thiêu. Để cảm ơn bạn, đây là phần thưởng cho bạn. Bạn thường cảm ơn người khác như vậy sao? Không, tôi chỉ làm thế với bạn thôi. Đúng rồi, tôi nói thật cho bạn biết, lúc nãy trên đường, đó là nụ hôn đầu tiên của tôi. Nụ hôn đầu, nhưng tôi có thể không chịu trách nhiệm thì sao? Không sao đâu, đây là tôi tự nguyện. Tôi sẽ không để anh chịu trách nhiệm. Có gì sai với một nụ hôn? Nhân tiện, sau này bạn có thể đừng gọi tôi là tên đầy đủ được không? Thay đổi một cái tên thân mật hơn. Ví dụ như, đã đến ký túc xá rồi, khi nào bạn sẽ buông tay? Bạn có muốn một nụ hôn trước khi nói lời tạm biệt không? Cậu làm gì thế? Không phải bạn nói muốn hôn trước khi tạm biệt sao? Tại sao không muốn? Không phải, muốn là được rồi. Có chuyện gì vậy? Ở đây có rất nhiều người đang xem. Không quan tâm, bạn trai Lục Phong độc đoán hơn tôi tưởng. Độc đoán hơn bạn nghĩ sao? Vậy có muốn thử lại không? Không, không, tạm biệt. Cứ như vậy, tôi cứ tưởng phân đoạn rất cao. Hóa ra là một đứa trẻ, thằng nhóc đó là ai vậy? Tôi muốn tất cả thông tin của anh ta trong một phút nữa. Tôi đã gặp anh chàng đó trước đây. Người ta mở Pagani Phong Thần. Nếu bạn đang đi xe điện thì đừng nghĩ tới nữa. Hắn ta bắt cả hai tay sao? Trần thiếu gia hẳn là sẽ rất thích tấm ảnh này. Buổi chiều sau khi tan học, Lục Phong phi xe đi thẳng. Thiếu gia, có ai đó đang theo dõi ngài.